Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là anh Thắng và rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay. Bản tin đang được phát trên sóng truyền hình cũng như các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp phải quyết tâm làm mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát để có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng hơn. Nội dung của buổi tập huấn là những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, thẩm định, xác minh trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường và thẩm tra xác minh việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản công tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp. Đây là những nội dung quan trọng giúp các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh nắm vững, hiểu sâu sắc các quy định cũng như hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Chiều nay, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã đi kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ cho công tác diễn tập và triển khai một số nội dung quan trọng khác. Đến thời điểm này, các địa điểm thực binh đang được khẩn trương hoàn thành. Tại khu vực trường Đại học Thủy lợi, nơi tổ chức diễn tập nội dung chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang từ thường xuyên lên cao và từ cao lên toàn bộ và được chia thành 3 khu vực, quy mô bao gồm 75 hầm cùng các công trình phụ trợ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa lưu ý thời gian từ nay đến ngày diễn tập chỉ còn hơn 1 tháng nữa. Vì vậy các đơn vị không được chủ quan, lơ là, cần sớm hoàn thiện khung diễn tập hoàn chỉnh, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện khu vực thực binh, xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối trước, trong và sau khi diễn tập. Trước sự cố sạt lở trên bãi đê bối mái kè ở huyện Phù Cừ, Kim Động và thành phố Hưng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam đã đi kiểm tra và chỉ đạo khắc phục. Tuyến bối An Cầu bị sạt trượt khoảng 20m, tuyến bối Trà Dương bị sạt gần 30m sát mặt đường bê tông và khu dân cư. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu các địa phương có hình thức cảnh báo khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn cho người và công trình khu vực xảy ra sự cố, đồng thời sớm có phương án khắc phục, đảm bảo an toàn đê bối và ổn định đời sống nhân dân xung quanh khu vực sạt lở trong mùa mưa bão. Sớm tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo hỗ trợ về kinh phí và kỹ thuật để xử lý các sự cố. Trên địa bàn thị xã Mỹ Hào có gần 300 trường hợp vi phạm hành lang an toàn bảo vệ công trình thủy lợi và đến nay đã giải tỏa được 246 trường hợp, đạt trên 83%. Còn lại 50 trường hợp, trong đó có 9 hộ làm nhà, công trình thủy lợi 41 trường hợp không phải là nhà ở. Tất cả các vi phạm đều diễn ra trước khi có quy định về hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. Các xã phường đã xử lý triệt để vi phạm là Minh Đức, Dị Sử, Phùng Chí Kiên, Xuân Dục, Hưng Long. Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào đã chỉ đạo các địa phương phối hợp với sự nghiệp khai thác công trình thủy lợi và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải xử lý, giải tỏa dứt điểm các trường hợp vi phạm công trình thủy lợi đã được ra soát, thống kê nhưng chưa được giải tỏa. Sáng nay, huyện Ân Thi đã tổ chức chi trả tiền bồi thường về đất đai và chính sách hỗ trợ để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp số 5 đi qua địa bàn xã Xuân Trúc. Khu công nghiệp số 5 có diện tích gần 193 hectare thuộc địa phận xã Xuân Trúc và xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi và xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động với tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng. Trong đó, xã Xuân Trúc có 263 hộ dân. Có diện tích đất phải thu hồi thuộc địa bàn 3 thôn là Tượng Cước, Trúc Nội và Xuân Nguyên. Kinh phí bồi thường và hỗ trợ khoảng gần 120 tỷ đồng. Số tiền người dân được chi trả bồi thường gồm tiền đất, thưởng tiến độ thu hồi đất và hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ân Thi đã tiến hành chi trả đầy đủ theo đúng quy định về giá đền bù của nhà nước cho các hộ dân. Khoảng 0 giờ hôm nay, ngôi nhà 4 tầng của gia đình anh Nguyễn Văn Tiến ở thôn 4 xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, chuyên kinh doanh phụ kiện điện thoại di động đã xảy ra hỏa hoạn, thiệt hại ban đầu ước tính lên tới hàng tỷ đồng. Thời điểm xảy ra cháy, ngọn lửa bốc lên từ tầng 1 của ngôi nhà. Đây cũng là tầng dùng để kinh doanh buôn bán phụ kiện điện thoại di động. May mắn, vợ chồng anh Tiến đã kịp thời phát hiện ra mùi khét và nhanh chóng thoát ra được bên ngoài. Tuy nhiên do ngọn lửa bùng phát nhanh lên hết 4 tầng, sau hơn 3 tiếng đồng hồ mới dập tắt được, nên toàn bộ phụ kiện điện thoại bao gồm hàng nghìn chiếc ốp điện thoại, iPad, dây cáp sạc và các vật dụng sinh hoạt như tủ lạnh, TV, điều hòa bếp ga bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu ước thiệt hại lên đến trên 1 tỷ đồng. Gia đình cho biết nhiều khả năng cháy là do chập điện. Cùng với tình hình số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng có xu hướng tăng lên trong thời gian gần đây, số ca mắc phải nhập viện điều trị cũng đã tăng trở lại. Và sau 3 tháng không ghi nhận ca tử vong,
tháng 8 này Quảng Ninh đã ghi nhận thêm một ca tử vong do COVID-19. Theo thống kê từ CDC Quảng Ninh, ngày 25 tháng 8, toàn tỉnh ghi nhận thêm 133 ca mắc COVID-19. Như vậy, đây đã là ngày thứ 7 liên tiếp số ca mắc được ghi nhận trên 3 con số. Số ca đang phải điều trị tại bệnh viện hôm nay là 226 ca. Do tỷ lệ tiêm chủng vaccine đạt cao, phần lớn các ca mắc thời điểm này đều khá nhẹ. Có những ca bệnh ghi nhận diễn biến phức tạp do các yếu tố bệnh nền phức tạp, song nhờ tiêm chủng đầy đủ cũng đã hồi phục khá tốt. Từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày 4 tháng 9, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo áp dụng các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu. Trong thời gian này, Cục Hàng không cũng yêu cầu các cảng vụ hàng không, tổng công ty cảng hàng không, tổng công ty quản lý bay và các hãng hàng không báo cáo tình hình bảo đảm an ninh hàng không. Trường hợp có vụ việc đột xuất, các đơn vị báo cáo ngay khi phát hiện vụ việc. Mới đây, Thanh tra Chính phủ có văn bản gửi các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu báo cáo việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2021. Nội dung báo cáo gồm tổng số vị trí đất đai, diện tích đất đã chuyển đổi theo hình thức giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá, số vị trí đất đai được chuyển đổi thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, cần báo cáo rõ kết quả thanh tra, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai, tổng số tiền phải thu, số đã thu, số tiền còn nợ chưa thu được trong quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh sang kinh doanh đất xây dựng nhà ở. Đối với kết quả thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng, yêu cầu báo cáo rõ tổng số vị trí, diện tích đất được thanh tra, số cuộc thanh tra đã thực hiện, số cuộc ban hành kết luận thanh tra, số cuộc chưa ban hành kết luận thanh tra. Ngày 26 tháng 8, Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Xuân Đạt và Nguyễn Thị Hoa là cán bộ khoa xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Lâm Đồng về hành vi tham mô tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2021, Đạt và Hoa có hành vi nâng khống giá thiết bị sinh phẩm xét nghiệm. Ngoài ra, họ thực hiện các mẫu xét nghiệm theo phương thức mẫu gộp nhưng ghi trên giấy tờ là mẫu đơn, với lượng sinh phẩm, kit xét nghiệm và các vật tư dư ra. Các bị can bán lại cho công ty Việt Á lấy khoảng 600 triệu đồng. Theo Sở Y tế Lâm Đồng, trong hai đợt COVID-19, toàn tỉnh mua 16 gói thầu của công ty Việt Á với số tiền dự toán 41,6 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan chức năng chưa xác định có hay không hành vi sai phạm trong các gói thầu này. Chuyển sang các tin tức thời sự quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa công bố số liệu thống kê cho thấy từ đầu năm đến nay đã có 1 triệu ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu. WHO cho biết, với thêm 1 triệu ca tử vong do COVID-19, tổng số người chết kể từ khi đại dịch bùng phát hồi cuối năm 2019 lên gần 6,45 triệu ca. Tổng giám đốc WHO gọi đây là một cột mốc bi thảm bởi số người chết vì COVID-19 vẫn cao, ngay cả khi thế giới đã có các biện pháp giảm thiểu tỷ lệ tử vong. Do vậy, người đứng đầu WHO kêu gọi các nước tăng cường nỗ lực tiêm chủng cho tất cả nhân viên y tế, người lớn tuổi và những người có nguy cơ cao để đạt được mục tiêu phủ vaccine 70% dân số. Vừa qua, Đức đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới khai trương một tuyến đường sắt chạy hoàn toàn bằng nhiên liệu hydro, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực vận tải đường sắt. Cụ thể, 14 đoàn tàu sẽ thay thế các đầu máy diesel trên tuyến đường sắt dài 97 km, thực hiện mục tiêu giảm khoảng 8 tấn khí thải CO2 mỗi năm. Các đoàn tàu hydro không tạo ra khí thải và có tiếng ồn nhỏ, chỉ có hơi nước và nước ngưng tụ thoát ra từ ống xả. Chúng có phạm vi hoạt động 1.000 km, có nghĩa là có thể chạy được cả ngày chỉ với một bể hydro. Sa mạc Atacama ở Chile, nơi khô cằn được ví như sao hỏa trên trái đất, vừa qua đã bất ngờ xuất hiện nhiều khu vực có hoa nở. Nguyên nhân của hiện tượng thú vị này được cho là do những cơn mưa lớn tháng 6 vừa qua tại vùng Atacama khiến ngay cả hoa cũng nở trên sa mạc. Sa mạc nở hoa là một hiện tượng diễn ra ở một số sa mạc trên thế giới vào những năm có lượng mưa cao bất thường. Chile kỳ vọng hiện tượng sa mạc nở hoa sẽ thu hút nhiều du khách đến với Chile vào thời điểm này. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.